hello xin chào các bạn trong video clip này mình sẽ nói về cái khâu làm việc đầu tiên khi mà các bạn làm itba đó là khơi gợi yêu cầu và thu thập thông tin như video clip trước chúng ta sẽ bắt đầu bằng một cái tip thông điệp ngày hôm nay đó là mọi sự thành công đều bắt đầu bằng sự chuẩn bị còn vì sao chúng ta cùng theo dõi nội dung của video clip hôm nay nhé khơi gợi yêu cầu là gì các bạn hay nghe khơi gợi yêu cầu requirement elicitation khơi gợi yêu cầu là để cho giúp cho khách hàng giúp cho stakeholder nói chung xác định được cái hoàn cảnh xác định được các yếu tố liên quan xác định được những cái vấn đề gặp phải hoặc là đang có cơ hội gì đây là công việc của ba giúp cho khách hàng và cũng như là từ những cái thông tin mà chúng ta lấy được từ phía khách hàng á, chúng ta sẽ mang về phân tích và đưa ra xây dựng giải pháp phần mềm. Khơi gợi yêu cầu và thu thập thông tin là hai công việc luôn liên tiếp với nhau, luôn phối hợp với nhau. Tại sao mình không gọi là thu thập yêu cầu mà mình gọi là thu thập thông tin? Tại vì thật ra nói là khơi gợi yêu cầu thôi, nhưng thật sự chưa chắc gì khách hàng biết là họ muốn cái gì, họ cần cái gì đâu đôi khi chúng ta phải đóng vai trò đúng nghĩa của BA là chúng ta phải xác định được cái needs của phía stakeholder từ phía khách hàng. Thì những cái needs đó thật sự đôi khi chúng ta chỉ xác định được bằng các cái thông tin mà chúng ta mang về chúng ta phân tích thôi. Chưa chắc gì khách hàng chỉ rõ cho bạn được cái needs của họ đâu. Đôi khi từ các cái thông tin thôi. Hoặc là đôi khi các bạn sẽ thấy là khách hàng có thể chỉ được vấn đề cơ hội đó nhưng khi các bạn mang những cái thông tin đó về các bạn phân tích lại thì nhiều khi cái vấn đề nằm ở chỗ khác chứ không phải là vấn đề mà khách hàng đề cập nói cho nên là cái việc khơi gợi yêu cầu và và thu thập thông tin này nó dùng để là xác định hoàn cảnh context ở đây là cái gì xác định các yếu tố liên quan cũng như là cuối cùng á, là xác định được là vấn đề là gì cơ hội là gì thì nó theo ba là chúng ta đi xác định context xác định needs hai cái đó các cái phương pháp để chúng ta khơi gợi và thu thập thông tin đó là thứ nhất phỏng vấn phỏng vấn thì là sao chúng ta gặp trực tiếp khách hàng trực tiếp seconder nói chuyện trao đổi ngoài ra chúng ta cũng có thể là chúng ta đi gặp đi vòng vòng công ty các bạn hay gọi là on site customer on site hoặc là các bạn job shadowing tức là đi vòng vòng công ty để mà nói chuyện với cán bộ công nhân viên để mà trao đổi cái thực tế làm việc chia sẻ về thực tế làm việc cái phương pháp thứ hai là đọc và phân tích tài liệu chắc chắn là khi các bạn làm các bạn luôn phải có tài liệu. Ở đây không phải là viết tài liệu mà là các bạn sẽ có các cái tài liệu ví dụ như là quy trình nội bộ của công ty, quy trình nghiệp vụ hoặc là một cái văn bản rất là thông dụng đó là luật pháp, quy định, thông tư. Các bạn nên hiểu là quy trình nội bộ của công ty thật ra nó cũng dựa trên thông tư, dựa trên quy định nhà nước thôi. Cho nên á, đây là một điểm mà các bạn có thể là khi mà các bạn không có thông tin nội bộ, các bạn không lấy được mấy cái tài liệu nội bộ mà mình cũng không hiểu tại sao mà các bạn cứ tối ngày đi đòi tài liệu nội bộ của người ta hết á các bạn cứ lên luật pháp các bạn đọc văn bản luật các bạn đọc ví dụ như là các bạn muốn tìm kiếm quy định hạch toán kế toán của công ty a hỏi tài liệu nội bộ làm gì lên google search quy định hạch toán kế toán của nhà nước của pháp luật của quốc hội của bộ tài chính đầy đủ hết và quy định nội bộ công ty cũng dựa trên những cái đó việc gì các bạn phải đi xin xỏ người ta rồi, khảo sát. Khảo sát thì thường dùng cho các BA mang tính gọi là product. Các bạn product manager thì thường sẽ sử dụng cái này nhiều. Quan sát. Thì quan sát là quan sát thực tế. Ví dụ các bạn vào một trung tâm thương mại, các bạn vào một cái nhà máy, một cái xí nghiệp, một cái công ty gì đó để quan sát công việc, quan sát hành vi của người dùng, quan sát hành vi của cán bộ, của nhân viên. Đồng thời quan sát có thể kết hợp với cái việc phỏng vấn để mà lấy được những cái thông tin thực tế nhất. Phân tích UI, UX Phân tích UI UX cũng sẽ kết hợp với việc quan sát, với việc phỏng vấn để mà đánh giá về UI UX ok hay không, có vấn đề gì hay không, cái gì thu hút người dùng, cái gì làm người dùng khó chịu vân vân để mà chúng ta điều chỉnh mỗi phương pháp nó đều có ý nghĩa của nó. Rồi các cái bước thực hiện khơi gợi và thu thập yêu cầu. Chúng ta có 5 bước. Thứ nhất là chúng ta phải lên list tất cả các câu hỏi, các cái mong muốn mà chúng ta cần phải làm. Thứ hai, chúng ta gặp khách hàng. Rồi từ gặp khách hàng chúng ta sẽ có bước thứ ba, thứ bốn là chúng ta trao đổi, chúng ta hỏi và yêu cầu khách hàng trình bày rồi chúng ta ghi chép lại rồi tất cả các thông tin đó chúng ta mang về phân tích. No. No. Những cái bước này chỉ dành cho BA nghiệp dư, BA dở. Có thể mỗi BA có mỗi kiểu cách làm riêng. Tuy nhiên, đừng bao giờ làm việc theo kiểu lên list. Mình thấy các bạn là chuyên gia thu thập từ tuyển dụng lên list câu hỏi được tuyển dụng. Lên list câu hỏi sẽ gặp phải. List câu hỏi gặp phải khi tuyển dụng. List câu hỏi sẽ gặp phải khi gặp khách hàng. Các câu hỏi thường gặp. Các câu hỏi thường hỏi khi đi gặp khách hàng. Những cái đó chỉ dành cho BA nghiệp dư. Những cái đó chỉ dành cho BA dở mà thôi. BA xịn không ai làm mấy cái đó đó. Có rất nhiều cách hay. Mình không nói cách mình là hay nhất. Nhưng lên list câu hỏi này kia dù là các bạn phỏng vấn xin việc hay là các bạn gặp khách hàng các bạn làm việc hay bất kỳ gì chuyện lên list liền chuẩn bị học tủ như vậy á chẳng giúp ích gì cho các bạn đây là một cái hậu quả của cái nền giáo dục Việt Nam lên list giống như là các bạn cứ ngày xưa luyện thi lên các dạng đề đề nào làm kiểu nào chẳng giúp ích gì cho cuộc đời của các bạn hãy bỏ cái cách làm này mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách mình không nói cách mình là hay các bạn có thể dùng tham khảo thôi các bạn có thể học theo các bạn có thể tham khảo tùy và có rất nhiều bi ai giỏi trên đời này và có rất nhiều cách làm hay thứ nhất khi mà các bạn tiếp nhận yêu cầu từ phía khách hàng á, thì thường là các bạn sẽ thấy là khách hàng thường sẽ có thể là gửi email đặt điện thoại gửi tin nhắn hoặc là gửi một cái thư chào để trước khi mà các bạn gặp trực tiếp á, các bạn đặt hẹn các bạn gặp những buổi hẹn đầu tiên thì thường sẽ có những cái nội dung đó những cái đó các bạn là sẽ nội dung sẽ không đủ thì chúng ta làm gì cái việc đầu tiên không phải là chúng ta ngồi chờ chúng ta lên list câu hỏi chúng ta lên list các cái checklist cần phải làm cái không phải cái việc đầu tiên là các bạn phải sắn tay vào phân tích ngay và làm sao không có thông tin gì phân tích no chúng ta đã có mô hình bát hầm rồi đây là lý do vì sao video clip trước mình nói về mô hình bát hầm này để giúp cho các bạn làm việc bước thứ hai. Từ những cái thông tin từ mô hình bắt kèm, chúng ta sẽ xác định các stakeholder và các cái needs cụ thể của từng stakeholder đó. Chúng ta sẽ sử dụng một cái diagram rất là thông dụng đơn giản là mô hình hierarchy, mô hình phân tầng, mô hình phân cấp để mà chúng ta trình bày. Đây là một cái diagram, một cái công cụ rất là phổ thông, rất là dễ dùng. Các bạn đừng nghĩ các BA chuyên nghiệp người ta dùng cái công cụ gì ghê gớm các cái mô đồ mắc các cái gì ghê gớm không càng chuyên nghiệp càng giỏi càng lâu năm càng hướng tới sự đơn giản và mô hình này cực kỳ đơn giản dễ hiểu ai cũng hiểu như mình đã trình bày cho các bạn ở các video chúng ta phải dùng ngôn ngữ một cách phổ thông ai cũng hiểu để mà mọi người đều hiểu đúng rồi quay lại xác định các cái stakeholder xác định các cái niche rồi đồng thời đưa ra những cái giải pháp phù hợp với những cái niche đó, với từng stakeholder đó. Thì cái bước số 2, bước số 3 này thì các bạn sẽ kết hợp với một cái công cụ gọi là user story. Mình sẽ nói ở các video clip sau về cái chủ đề user story. Còn ở đây các bạn chỉ cần, các bạn chỉ nắm trước là chúng ta sẽ xác định những cái stakeholder, xác định những cái niche của họ và những cái giải pháp tương ứng với từng để giải quyết những cái niche đó sau này chúng ta sẽ học về công cụ user story thì các bạn sẽ nắm rõ hơn bước thứ tư là chúng ta chuẩn bị một cái bài thuyết trình tại vì các bạn nãy giờ các bạn các cái bước phân tích rồi đúng không ạ các bước 1, bước 2, bước 3 mình bảo đảm cho các bạn các bạn dư xăng các bạn hình dung được là nếu như các bạn không có một cái sản phẩm cụ thể thì các bạn dư sức hình dung được là các sản phẩm phần mềm các cái hệ thống của các bạn sẽ có gì sẽ có công cụ gì sẽ có chức năng tính năng gì dư sức còn nếu như các bạn có sản phẩm cụ thể thì các bạn sẽ coi là sản phẩm của các bạn giải quyết được vấn đề gì cho người ta. Sản phẩm của các bạn có ưu nhược điểm gì để mà tương ứng với cái cái niche, tương ứng với cái value mang lại cho người ta. Thì từ đó các bạn trình bày. Thì từ cái bài trình bày đó các bạn thấy rất là cụ thể rõ ràng rồi. Rồi tiếp theo, trong quá trình các bạn phân tích ở bước 1, bước 2, bước 3 làm sao? Các bạn sẽ biết được các bạn sẽ cần làm rõ điều gì, cần làm rõ vấn đề gì, cần làm rõ thông tin gì. Và đây mới là cái list câu hỏi mà các bạn cần phải hỏi. Chứ không phải là các bạn lên list câu hỏi thường gặp. Đây mới là cái list câu hỏi mà các bạn cần phải hỏi là tại vì sao? Nó căn cứ vào cái nhu cầu, căn cứ vào cái needs của người ta mà các bạn giải quyết. Chứ không phải là các bạn hỏi theo kiểu học vẹt, hỏi theo kiểu học tủ, cái nào trúng thì thôi. Chẳng có chuyên nghiệp tí nào cả. Bước thứ năm là đi gặp khách hàng, mang cái bài trình bày mang cái list câu hỏi mà đi trình bày những cái đó các bạn đều có sự chuẩn bị hết rồi đúng không ạ à? thì bây giờ vào gặp khách hàng thì làm cái gì vào gặp khách hàng thì các bạn thứ nhất các bạn sẽ giới thiệu các bạn là ai công ty như thế nào đội ngũ thêm ra sao rồi các bạn hãy trình bày cái giải pháp của các bạn căn cứ theo nhu cầu của anh chị tụi em phân tích ra hiện trạng như thế này mong muốn của anh chị như thế này và cái giải pháp tụi em đưa ra là như thế này như thế kia thì từ những cái đó sao? Các bạn sẽ có qua bước thứ sáu đó là các bạn bắt đầu trao đổi. Thì bây giờ các bạn sẽ không gặp cái trường hợp là mời anh chị trình bày. Rồi sao có anh chị cũng đơ mặt luôn, anh bị không, chị không biết bắt đầu từ đâu, anh chị không biết trình bày cái gì hết. Còn ở đây sao? Các bạn có cái bài trình bày rồi. Nó lắm như là một cái cái sườn bài, một cái dẫn dắt để mà khách hàng nhìn vào đó, khách hàng sẽ xác nhận cái nào đúng, cái nào chưa đúng. Bộ điều chỉnh bổ sung cho các bạn và cũng như từ đó các bạn sẽ định hướng các bạn trao đổi những cái câu hỏi cần làm rõ với khách hàng. Khách hàng nhìn vào cái sườn bài slide trình bày khách hàng cũng sẽ biết khách hàng sẽ bắt đầu từ đâu, khách hàng cần sẽ trình bày cái gì. Ở phía BA các bạn cũng sẽ dẫn dắt được khách hàng, định hướng được khách hàng. Cuộc chơi hai bên đều có nội dung rõ ràng, có sườn bài, có hướng để đi không ai đơ mặt không ai bị rối không ai bị cái gì hết tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị một cách kỹ càng cuộc trao đổi cũng rất là cởi mở thân thiện và đúng mục đích không lan man các bạn thấy không ạ à? một sự chuyên nghiệp rõ ràng đảm bảo đầy đủ thông tin các bạn có thể thu thập không có sợ bị sót sợ bị thiếu rất là nhiều cái ưu điểm chứ không phải là lên list câu hỏi nha các bạn rồi sau khi các bạn trao đổi rồi thì sao mang thông tin mang tài liệu về để phân tích để làm các công việc ba mà các video clip sau hai lúa sẽ trình bày thôi đơn giản mà các bạn các bạn ở khúc này các bạn thấy mới vô mà cực không mới vô cực nhưng sau này dễ dàng đâu có gì đâu chứ đừng có lười biếng khúc đầu là khúc sau là than thở mệt mỏi cực hay không là do các bạn thì hy vọng qua video clip này hai lúa mong muốn các bạn là hãy thay đổi cách tư duy hay đổi cách làm hay đổi cách suy nghĩ đừng có list đừng có list cái gì hết á từ lúc học phổ thông đã list các dạng đề tới lên đại học cũng list câu hỏi list cái gì để hỏi rồi đi làm list các câu hỏi tuyển dụng thường gặp rồi list các câu hỏi sẽ gặp khách hàng sẽ hỏi sao cái gì cũng list sao cái gì cũng học vẹt học tủ các bạn sao không trang bị cho mình những cái cách làm chuyên nghiệp trang bị cho mình những cái khả năng những cái kỹ năng để các bạn có thể tùy cơ ứng biến làm như vậy các bạn mới giỏi được chứ không phải theo list học vẹt học tủ chẳng giúp ích gì cho các bạn hết đó hy vọng qua video clip này sẽ giúp cho các bạn thành công hơn trong sự nghiệp BA hai lúa chào các bạn